It is me, Wario. My company's new game is finally ready. Xin chào anh em đã quay trở lại với Viện Gaming. Hôm nay trong video này cùng mình điểm qua 10 tựa game nổi bật sẽ phát hành trên Switch trong tháng 9 này nha. Trong số 10 tựa game này thì cũng có đa dạng các thể loại mà anh em nên để mắt tới. Hành động nhập vai có, chặt chém có, đua xe cũng có. Ok, nào cùng bắt đầu thôi. Listen man, in this sport, the moments that make you. Mở đầu tháng 9, ngày mùng 3 là tựa game đấm bốc Big Rumble Boxing Creed Champions. Đây là một trong những tựa game hiếm hoi cung cấp trải nghiệm thực thụ về bộ môn boxing. Bạn sẽ bước vào những trận đấu đối kháng gay cấn, đòi hỏi kỹ năng phải ngày một hoàn thiện. Game cho phép bạn hóa thân vào 20 vận động viên đấm bốc đã được rất nhiều khán giả yêu thích trong hai series phim Creed và Rocky. Bạn cũng có thể thách đấu với những tay đấm khác thông qua chế độ online hoặc đọ trình với bạn bè, người thân bằng chế độ local. Show me that again. Hell yeah. Man, you gonna see the world. We about to be wildin', we about to be wildin'. You're gonna sweat like it's your job. You're gonna punch your own ticket. This is it, no holding back. And you're not gonna let anyone stand in your way. We about to be wildin'. So what's good? You ready to be a champ? Nếu anh em đam mê tốc độ hoặc yêu thích chu nhiếm Sonic huyền thoại thì tháng này phải để mắt ngay đến tựa game Sonic Colors Ultimate nha. Game là cuộc hành trình quá nhanh quá nguy hiểm của Sonic chống lại tiến sĩ xấu xa Eggman. Hắn đã tạo ra một công viên giải trí hoành tráng giữa các vì sao và cũng chính là những thử thách mà Sonic phải vượt qua để giải cứu một chủng tộc ngoài hành tinh là Whips. Hắn đã sử dụng năng lượng của họ để duy trì sự hoạt động của công viên này. Tựa game mang đến rất nhiều màn chơi thú vị, đầy màu sắc cũng như là âm thanh sôi động. Game sẽ lên kệ eShop vào ngày 7 tháng 9 nhé. Did you miss me? Được xem như là một phiên bản remaster của Bloodborne Betrayal thời 2011. Nay nhà phát triển WayForward đã mang siêu phẩm chặt chém này đến tay game thủ Nintendo Switch cùng với rất nhiều cải tiến. Độ phân giải cao hơn, hiệu ứng đẹp mắt hơn, các tính năng mới cũng được bổ sung cũng như là giọng nhân vật được lồng tiếng lại hoàn toàn bởi những diễn viên nổi tiếng. Bloodborne Betrayal Frostbite phát hành vào ngày 9 tháng 9 sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm game hack and slash 2D đẫm máu, gây cấn với 15 màn chơi đầy thử thách. What are a bunch of ravens doing down here? This could turn out to be a pretty good day. Yes, tonight. Years of work finally coming to fruition. This ends now. We're just getting started. Blood Rain Betrayal, coming soon. It is me, Wario.
Nhiều anh em đã quá thân thuộc với chú Mario rồi, nhưng lại ít ai biết về một nhân vật phản diện trong loạt game ấy là Wario, một phiên bản xấu xa của Mario và cũng là boss cuối trong một số phần game. Nay tên xấu xa Wario đó đã trở lại vào ngày 10 tháng 9 trong tựa game WarioWare Get It Together. Rất nhiều Mario game vui nhộn mà bạn có thể tham gia trong game. Vào vai Wario hoặc những cộng sự của hắn ta, bạn sẽ phải vượt qua những thử thách ấy bằng cách tận dụng thế mạnh của mỗi người. Bất kể bạn chọn nhân vật nào, thì thao tác điều khiển trong game rất dễ dàng, là chỉ cần sử dụng cần analog để di chuyển và một nút duy nhất để hành động mà thôi. Vô cùng đơn giản. Incoming. All right. As a super duper special treat for you, I'll tell you about my crew. Ashley fires magic spells. Ginny zips through the air. Mona throws a stick thingy. Check it out. Each chump tackles the same micro game in a different way. Ooh, speaking of micro games, there are over 200 of them. And get this, two people can play at the same time. You can team up or make someone else do all the work, Wario style. Either way, you better play nice. Oh, poor baby. Oh, you cannot use my entire crew from the start. That would be cheating. The more stages you clear in story mode, the more chumps you get to control. By the way, there's more. Keep watching. In Variety Pack, you'll compete in micro games, play a ball, volley, ball, whatever thingy, and work together, or not, with up to 4 people in multiplayer mode. Hey, pay attention, I'm not done yet. Wario Cop, play challenges that change every week. Try to get high scores and fast times, and try not to lose to your rivals from around the world. You can do lots of other cool things too. Why? Because I am the great Wario. Hey, don't forget, I made this game, and it's the best game ever, you hear? WarioWare, get it together! Oh, and since I'm so nice, you get a free demo on Nintendo eShop. You're welcome. Peggy 16. When I moved to Haven Springs, I hadn't seen my brother Gabe in years. Tựa game cực hay có yếu tố siêu nhiên sẽ đặt chân lên Switch là True Colors, phát hành vào ngày 10 tháng 9. Trò chơi lấy bối cảnh tại thị trấn miền núi bình dị tuyệt đẹp mang tên Haven Springs. Nhân vật chính Alex Chen quay trở lại thị trấn sau 8 năm trời xa cách để rồi đón nhận cú sốc là người anh trai Gabe đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn bí ẩn. Lúc này Alex Chen bỗng bộc lộ năng lực ngoại cảm của mình để rồi sử dụng nó giải quyết các bí ẩn đằng sau cái chết của người anh trai. This one's for you, Gabe. Hearing everyone talk about my brother, about the life he had here with all of you, I lost the chance to have that. What happened to Gabe was a senseless, tragic accident. It wasn't an accident. Son, now is not the time. Alex, are you okay? No, they're definitely hiding something. What happened here? Haven's a community. We help each other. Alex, be careful. There's something you should know about me. I know what other people are feeling. I can see these auras around them. If they're angry or sad or afraid, I feel it too. When I focus, I can even understand why they're feeling it. And if somebody's feeling something big, it infects me and I lose control. I've never told anyone. But now I can find out what's really going on. You'll need help. I've got your back.
Trong tháng 9 này thì các fan mê đua xe tốc độ cũng sẽ có phần khi mà tựa game Crimson Flash sẽ chính thức phát hành vào ngày 14 tháng 9. Game cung cấp hơn 23 phương tiện chất lừ, từ xe hơi đua đến xe cứu hỏa, trực thăng và cả đĩa bay của người ngoài hành tinh nữa. Kết hợp cùng 30 bản nhạc EDM sôi động, đây hứa hẹn sẽ là một cuộc đua thú vị, hào hứng hơn bao giờ hết. Một tựa game rất hay về cuộc sống con người trong thời kỳ hậu tận thế. Xã hội lúc này đã gần như lụi tàn và đâu đó vẫn có những con người sống sót. Họ tạo lại mối liên kết lẫn nhau, cùng nhau sinh tồn, vượt qua nhiều thử thách, giống như người thợ mỏ tên John và cô gái trẻ tên Sam trong tựa game Eastward này vậy. Những vùng đất, những thành phố hoang tàn mà họ đi qua được thể hiện khá chân thực trong game. Eastward sẽ có mặt trên Switch vào ngày 16 tháng 9 tới đây nha anh em. Phần game Pokemon gần nhất cũng phải đến tháng 11 mới phát hành. Vậy thì các fan Pokemon có thể thưởng thức trước tựa game Nesomon sẽ lên kệ vào ngày 17 tháng 9 nha. Trò chơi có một cốt truyện phong phú với hơn 300 quái vật cùng lối chơi nhập vai chiến thuật. Nesomon vẫn sẽ đưa người chơi vào vai một nhà huấn luyện thú với nhiệm vụ chính là thu thập những chú quái vật dễ thương có tên là Nesomon, sở hữu nhiều khả năng đặc biệt. Từ đó, game thủ sẽ dấn thân vào những trận đấu theo cốt truyện Fulu khám phá hay đối đầu với những người chơi khác trong thế giới muôn màu của game. Diablo 2 Resurrected, tựa game nhập vai hành động huyền thoại một thời, sẽ trở lại vào ngày 23 tháng 9. Đây được xem như là một bản remaster với rất nhiều cải tiến về đồ họa, nhưng vẫn giữ lại gameplay nguyên bản để game thủ có thể ôn lại những kỷ niệm xưa. Toàn bộ thông tin về game mình đã có video giới thiệu, anh em có thể xem lại tại đường link đang hiện ở phải màn hình nhé.
I have learned that I am weak. I have been jealous. I have been wrathful. Sau khi phát hành trên PS4 và Xbox One hồi năm 2018, Darksiders 3 sẽ chính thức đặt chân lên Switch vào cuối tháng 9 này. Game đưa người chơi vào vai Fury, một vị nữ pháp sư được giao nhiệm vụ chinh phạt bè lũ quái vật đang làm loạn thế giới này. Từ thiên đường xuống địa ngục, Fury sẽ phải trải qua hành trình khốc liệt, qua đó liên tục thăng cấp năng lực của mình để đương đầu với những thử thách lớn hơn. Thế giới trong game rất rộng lớn, tuy nhiên thì đa phần lại nhuốm màu ảm đạm, u tối. Darksiders 3 cũng được nhiều trang đánh giá số điểm khá ổn và nay có mặt trên Switch cùng với các bản DLC kèm theo. Ok, và đó là 10 tựa game cực hot sẽ phát hành trong tháng 9 năm nay. Càng gần cuối năm thì thư viện game mới của Switch lại càng đặc sắc hơn, đúng không anh em? Anh em đang đón chờ game nào nhất? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Thank you.